Đất nền nhân trạch sổ sẵn đang là lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn đầu tư bất động sản vùng ven thành phố Hồ Chí Minh. Với vị trí đắc địa, hạ tầng giao thông liên vùng hoàn hảo, không gian sống yên tĩnh và tiện ích đầy đủ, nhân trạch là nơi lý tưởng để xây dựng một tổ ấm gia đình đúng chuẩn người Việt. Đặc biệt, các khu đất nền tại nhân trạch đều được đánh giá là có tiềm năng phát triển rất lớn trong tương lai. Với lợi thế chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh một con sông, di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh chỉ 40 phút, nhân trạch được xem là một trong những khu vực hạt nhân kinh tế trong vùng Đông Nam Bộ. Cơ hội đầu tư, an cư tích trữ dành cho những nhà đầu tư trung và dài hạn. Trong các phân khúc đất nền nhân trạch, đầu tiên phải kể đến đất nền khu dân cư Long Thọ Phước An. Đây là nơi hội tụ gần như đầy đủ các tiêu chí của các nhà đầu tư khó tính nhất như vị trí, tiện ích, tính thanh khoản, chuẩn pháp lý và đặc biệt là tiềm năng tăng giá. Với các sản phẩm đa dạng như nền nhà phố, nhà vườn, nền liền kề, nền song lập, nền biệt thự cùng diện tích từ 90m², 100m², 120m², 140m², 300m², hơn 700m². Đường nội khu đã trải nhựa 100% như đường 12m, 17m, 20m, 26m, 30m, 35m, 47m, 53m. Tất cả đều là 100% thổ cư, đã có sẵn sổ hồng riêng từng nền, hạ tầng nội khu hoàn chỉnh. Giá giao dịch chỉ từ 7 triệu 1 mét vuông đến 35 triệu 1 mét vuông tùy theo vị trí, diện tích. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ anh chị, đưa đón tham quan miễn phí, hỗ trợ xin giấy phép thiết kế thi công công trình nhà ở tại dự án, hỗ trợ vay ngân hàng 70-80%. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và nhận thông tin cụ thể nhé. Chúng tôi cam kết mang đến cho anh chị sự hài lòng tuyệt đối trong quá trình đầu tư và xây dựng tài sản của mình. Địa ốc Thuận Lộc, khu đất nhân trạch giá rẻ đầu tư, rất mong được đồng hành cùng phát triển.